Trời ơi, cá mà một đống cá luôn. Cá thật lá. Sao hình như chuyến này em thấy cá chốt nhiều quá. Cá chốt nhiều hơn nãy. Nhiều hơn năm dở cho em coi cái hơn năm dở lên luôn năm dở lên luôn trời ơi có ba con bị chết rồi nó ra luôn này chắc mới chết. Này chắc có thể năm treo cao quá nó bị nóng nè. Nè nè năm hải hạ nó thấp thấp mới được. Nữa mình bắt cá được nhiều hay ít mình quay cho mọi người xem nha. Bơm nước từ sáng tới giờ cũng gần cạn rồi nha mọi người, cũng tầm khoảng 3 tiếng rồi đó. Cá ở trên đồng cũng chảy xuống cái mương nước này cũng nhiều lắm rồi nha mọi người, ăn móng quá chừng luôn. Mình với năm giờ đi dỡ cá nha các bạn, nước cũng cạn dữ rồi, hôm nay phải dỡ nhiều lần chứ để mình để lâu quá mình dỡ nó nhiều lắm nặng mình dỡ không có nổi, bởi nên là mình phải dỡ từ từ, cỡ canh 15-20 phút là mình phải đi dỡ một lần. Ủa anh Năm, rồi cái bọng ở dưới cái ống làm sao mà mình cột được, nó không sợ không ruột à? Mình có chặn vô ha, chứ em sợ cái ống nó là ống mũ á, phải không anh? Bọng chim ăn là gì hả? Chặn nó rồi à, cháu nó sớm nó sợ dòm thấy cá nhiều quá. Nổi không anh Năm, nổi không? Wow, cá chạch con nào con nấy mập lù luôn đó. Bộn à. Trời ơi. Nửa cái nồi. Quá đã luôn. Này cá chạch nhiều hơn nãy rồi. Cá rô con nào nó mập lù. À, nước ở trên ruộng á, thì xuống cũng muốn cạn rồi nha mọi người. Giờ mình dỡ cái lưới đầu tiên được khoảng nửa nồi. Ôi ơi, quá chừng luôn. Ôi, có đủ gấp luôn hả? Cá rô biển bự ghê. Có luôn à.
cá linh. Nhưng mà em thấy này cá rượu biển nhiều anh Năm ha. Con nhỏ 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 không? Nay sao có hát nhiều cái nhiều qua kia thật trơn. Mới máy quay mà quay luôn rất nguyên chắc. Nguyên rồi, nguyên rồi để nó cắn. Sống không? À bị ngay máy hả? Ngay chân dịch rồi. Ủa, cá rô này bự ghê. Bự cả bàn tay luôn. Như mấy cá tràng này giờ ở ngoài chợ mình đâu có thấy bán, ít lắm. Này giờ hiếm luôn rồi. Dạ. Cá chạch mình được nhiều không? Ủa, bổn rồi đó. Cái này mình dở không cũng được gần 2 kg cá chạch chứ đâu ít. Thang thang nước mình này, thang củi nè. Ừ, nướng hả? Nướng cá chạch anh em mình nướng dài dài ha. Em làm nổi không? Trời, bây giờ có sẵn thang có. Mấy chai chanh. Cá này tính ra làm khỏe quá, có chanh vô cái. Chanh vô cái nó nhớt ra hả? Ủa còn muối, muối không bằng hả? Thì có muối, không có muối nè. À muối chanh luôn hả? Dạ. Nó sạch cái mình ướp luôn. Chết ướp cái bỏ lên hang nướng. Rồi em có nồi nướng đi. Rồi đâu dở ra anh coi cái trắng chưa? Trời ơi. Ôi trắng tươi luôn hả? Cái này em lấy ra chuối cái mình chùi cái nữa là sạch sơn. Nhưng phải rửa nước lại chứ. Thấy chú dịch này thấy mình ra để lâu mình cho ăn hay giữa mừng qua trời nó bu lại nè. Rồi mình đi đâu nó bơi theo đó nữa. À, cho vịt nhỏ vô luôn anh nè. Rồi cho nó vô rồi mấy con vịt bự cắn nó không? Chú già nha mọi người. Bông xài nha mọi người. Quá wow, bông này tốt ơi là tốt luôn. Không có quên nhiệm vụ hả anh Sáu? Mình với anh Sáu đi thăm dở cá lần nữa nha mấy bạn. Đi thăm lần này nữa cũng là lần thứ 3 rồi. Thì cá chắc cũng được khoảng hơn 10 kg rồi đó. Cũng nhiều hết năm. Qua nhiều hơn nãy chứ. Tại mình đi mình hơi lẹ chứ tính ra mình để chừng 5-10 phút nữa là nhiều. Ồ, gần đây cái thon cái son luôn rồi. Cái son này là son làm gì mà sao nó cao quá vậy anh Năm? À vậy hả? Ủa, trời ơi, cá mà một đống cá luôn. Cá thật lá. Sao hình như chuyến này em thấy cá chốt nhiều à? Cá chốt nhiều. Cá chốt nhiều. Cá chốt nhiều hơn nãy à. Mình lựa mấy con cá chạch rồi thôi chứ hai năm chứ mấy cá chốt này sao lựa nổi.
Ủa này em thấy cá tràng cũng nhiều ghê nè. Trời ơi cái này, nhưng mà cái này mà anh Năm mà lấy tay hồi anh dính mấy cá chốt, anh thấy cá chốt hại nhất luôn á. Trời, tao thấy tao sợ, tao lấy cá chốt quá trời đó. Thì em thấy ở trong các món nướng mà cái than này là nướng ngon nhất á. Còn mấy ví dụ như cá lóc nướng chui thì phải có rơm. Chứ em nướng mấy lá dừa hay em nướng mấy cái than củi kia nó đâu có ngon bằng đâu. Cái rơm nó nghe cái mùi mùi lúa, anh ăn cá thơm. Này nãy có nước tương không cảnh? Ủa này em ướp này không có tương hả? Ôi sa tế cũng được cảnh đây, cũng thơm rồi. Mà thời gian chờ đợi dở cá tiếp theo thì anh em mình có nướng mấy con cá chạch làm xương xương ha. Quá, nướng xong nhìn con nào nấy hấp dẫn ghê. Vàng tươm luôn ha. Mà anh có cái tự tiện khúc cuối này là hay lắm mà. Cái quán ở dưới ngay cầu vượt số 5 không? Có anh biết. Quán đồng quê mà cắt cái trên ruộng á. Có anh biết. Vô mà nó làm cái dĩa này chắc nó tính mình mọn tiền ha. Cỡ nhiêu tiền cánh, dĩa này cỡ nhiêu tiền được. Đi cũng đã dài rồi. Thôi mình cũng kết từ đây ha. Để lần sau mình có những clip mới mình sẽ quay cho mọi người xem tiếp. Còn bây giờ thì thôi mình nghỉ. Chào tạm biệt mọi người nha. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long.